Rồi chào cả nhà nha. Hiện tại thì Thẩm mỹ viện Thảo Vi vừa hoàn thành xong một tác phẩm là ca nâng mũi chỉ kim cương collagen với công nghệ nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc nha các bạn nha. Đây các bạn xem cái hình ảnh mũi của chị trước khi làm nha. Mũi của chị thì nói chung là về cái phần đầu mũi thì nó bị to ha, làm cho cái phần mũi của mình nó bè ra, mà ở cái phần sống của mình ở đây thì nó rất là ít ha. Đó, nó không có sóng mũi nha, ở cái phần đây nè, đó các bạn nhìn thấy không, làm cho gương mặt của mình nó không có được đẹp, không có được sang chảnh nha. Đây, và sau chỉ 15 phút mình nâng mũi bằng chỉ nha các bạn. Đây, tác phẩm mình nâng mũi bằng chỉ kim cương collagen 100% là không phẫu thuật và vừa hoàn thành luôn, nhưng mà không có bị sưng bầm hay là đau đớn gì hết nha. Chị ơi, chị có thể chia sẻ là cảm nhận là mình làm xong mình thấy như nào, đau không? Không đâu, thường giống như là không có phẫu thuật hay là không có gì hết, tại vì mình thì muốn đẹp nhưng mà sợ gì đụng nhau kéo rồi đó, nên khi mà sử dụng cái phương pháp này vừa mau vừa tiện vừa đẹp mà lại vừa hợp túi tiền. Trời ơi, đó thì các bạn cũng nghe chia sẻ của chị khách hàng ha. Nâng mũi bằng chỉ kim cương collagen là một trong những liệu pháp là hiện tại đang được rất là nhiều các chuyên gia cũng như là các người đẹp ở trong showbiz á, thì các bạn sẽ sử dụng cái phương pháp này, tại vì là nó không xâm lấn các bạn, thì các bạn sẽ không mất cái thời gian nghỉ dưỡng, không có phải là ăn uống kiêng khem hay là như thế nào hết, và mình vẫn sinh hoạt và đi làm bình thường. Đây các bạn nhìn thấy là vừa hoàn thành mà nó không sưng không đỏ gì hết trơn luôn, mà cái sống mũi của mình rất là đẹp và rất là thẳng luôn nha các bạn nha. Đó, các bạn nhìn thấy không? Quay cận cảnh cho các bạn coi nè. Đó, và đang live trực tiếp 100%, không Photoshop hay là sử dụng app để làm cho mũi của mình nó đẹp hơn đâu nha các bạn. 100% là tác phẩm thực tế ha. Đây nè, so sánh và làm một cái sống mũi của mình nó nâng lên á, thì làm cho cái gương mặt của chị thứ nhất là thanh thoát hơn, và cái phần mũi của chị hai bên cánh mũi này nè, nó sẽ đỡ bè hơn và gương mặt nó sẽ phúc hậu và cân đối hơn nha các bạn nha. Và cũng tiết lộ với các khách hàng là chị ở rất là xa, ở tỉnh lên, đúng không chị? Dạ, và vừa làm xong mày môi luôn nha các bạn nha, chỉnh sửa mày và phun môi ha. Đó, và rất là hài lòng cho nên là can đảm sử dụng luôn dịch vụ thẩm mỹ tại nhà Thảo Vi. Đây cho các bạn xem cái hình phía bên còn lại nè. Đó, các bạn nhìn cái phần sống nè. Đó, mình sẽ so sánh rõ hơn ha. Rồi, ok. Những khách hàng nào quan tâm với dịch vụ thẩm mỹ tại hệ thống thẩm mỹ viện Thảo Vi và mong muốn được làm đẹp với chi phí hỗ trợ tối ưu nhất, thì các bạn để lại số điện thoại bên dưới nha, bên mình sẽ liên hệ và tư vấn cho các bạn nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.